Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong lớp học. Con xin được tụng kinh lễ bái Tam Bảo. Tắc ghê ca mê cha ru bê ghi ri si kha ra ta tê chan ta lích khê quý ma nê đi bê ra tê cha ga mê. Ta ru va na ga ha nê ghê ha qua thùm yi khê tê phẩm ma cha gian tu đê hoa. Cha la tha la vi sa me giác kha gan tháp ba na ga ti tan ta sang ti đề yang muni vara qua cha năng sa tha bồ me su nan tu tham ma sa va na ca lo a dam pha đan ta tham ma sa va na ca lo a dam pha đan ta Amma savana kalo ajam padanta. Namo ta safagavato arahato samma sambuta sanamo ta safagavato arahato samma sambuta sanamo ta safagavato arahato samma sambuta sam. Uthang saranang gacchami, thammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyambi uthang saranang gacchami, dutiyambi thammang saranang gacchami, dutiyambi sanghang saranang gacchami. Tati jambi buddhang saranang gacchami, tati jambi thammang saranang gacchami, tati jambi sanghang saranang gacchami. Itibiso bhagava arahang samma sambuddho viccha charana sambanno. Sugato loka widu anuttaro burisadamma sarati satta dewa manusanang buddho bhagavatinati me saranang anyang buddho me saranang warang tete nasaccha vacche naho tu me chazamangalang Uta mangge na wande hang pada bang sung barut tamang bute yo kali to do so buto kama tutang mamang swaka to pagawata tammo sang ditiko akaliko ehipasiko o banaziko baik chat tang we di tap bo win yu i tinati me saranang anh tham mo me saranang warang e te na saik cha vai che na ho tu me cha zamang galang utamang ge na wan de hang tham mang cha du vit hang warang tham me yo khali to do so tham mô kha ma tu tăng ma măng so ba ti ban no pha ga wa to sa wa ka sang kho u chu ba ti ban no pha ga wa to sa wa ka sang kho nya za ba ti ban no pha ga wa to sa wa ka sang kho sa mi chi ba ti ban no pha ga wa to sa wa ka sang kho da ji dang cha ta riburi sazuga ni atta buri sabukala e safagawato sa waka sangko ahunaiyo bahunaiyo dakhinaiyo anchalikaraniyo anuttarang bunyakhetang lokasa tinati me saranang anyang sangko me saranang warang Ete na sacca vacce na ho tu me cha da mangalang.
Uttamang ghe na wan de hang sang khanh cha du vit hot ta mang sang khe yo khali to do so sang ko kama tu tang ma mang wan da mi che ti rằng sắp bằng sắp ba tha ne su ba ti ti tang sa ri ri ka tha tu ma ha bo thin bu tha ru bằng sa ka lăng sa da Sambuddhe atta vi sang cha đoà đa sang cha sa ha sa kê bành cha sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hằng tê sang tham mạnh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha quê na hành tòa sắp bê u ba đa vê a nê ca an ta ra ya bi bi na san tua se sa tô sam bu thê bành cha bành nhà sang cha cha tu vi sa ti sa ha sa kê đa sa sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hằng tê sang tham mạnh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hằng Namakara nu pha we na hành tòa sắp bê u ba ta về ane ka an ta ra ya bi bi na san tu a se sa tu sam bu te na bu ta ra sa te a ta cha ta li sa sa ha sa ke vi sa ti sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hang te sang tham mạnh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha quê na hành tòa sắp bê u ba đa về a nê ca an ta ra ya bi bi na san tu a se sa tô sắp bê bu ra ti ma ya di sa ra sa ta a quê ra su khi hôn tu sắp Bê bú ra ti ma ya nu di sa ja sa ta a quê ra su khi hôn. Tu sắp bê đắc khi na ya di sa ja sa ta a quê ra su khi hôn. Tu sắp bê đắc khi na ya nu di sa ja sa ta a quê ra su khi hôn. Tu sắp bê bách chi ma ya di sa ja sa ta a quê ra su khi hôn. Tu sắp Bê bách chi ma ya nu di sa ra sát ta a quê ra su khi hôn. Tu sắp bê út ta ra ya di sa ra sát ta a quê ra su khi hôn. Tu sắp bê út ta ra ya nu di sa ra sát ta a quê ra su khi hôn. Tu sắp bê u ba ri ma ya di sa ra sát ta a quê ra su khi hôn. Tu sắp bê hết ti ma ya di sa ra sát ta a quê ra su khi hôn tu sắp bê sát ta a quê ra hôn tu su khi ta hôn tu nít đúc kha hôn tu áp ya bách cha hôn tu a ni kha hôn tu đi kha du kha hôn tu a rô ga hôn tu sam bát ti hi sa mi chan tu su khi áp ta năng pariharang tu đúc khắp bát ta cha ni đúc kha pha gia bát ta cha ni pha gia so khắp bát ta cha ni so ca hồn tu sắp bê bi ba ni no a ca sát ta cha bơm mát ta đê wa na ga ma hi thi ca bốn nhang no anu mô đăng tu chi răng rắc tăng tu sa sa na Akasatta cha bhammatha deva naga mahitika Bunyang no anumodang tu chirang rakkang tu no garu Akasatta cha bhammatha deva naga mahitika Bunyang no anumodang tu chirang rakkang tu nyata yo akasatta cha bum mata dewa naga mahitika bunyang no anumodang tu cirang rakang tu bani no akasata cha bum mata dewa naga mahitika
Bồn nhang nô án ô mô đăng tu chi răng rắc khăn tu bà ni nô a ca sa ta cha bom ma tha đê wa na ga ma hi thi ca Bồn nhang nô án ô mô đăng tu chi răng rắc khăn tu nô sa đăng Y đăng quá ta nô bồn nhang a sa quá ca ya qua hằng hồ tua na ga te ca lê sa thú sa thú sa thú. Dạ thầy kinh Tam Bảo đã xong ạ. Con kính đảnh lễ sư con kính mời sư Tinh Tuệ lên cầm mic để giảng tiếp bài học tiếp theo cho chúng con ạ. Dạ con xin kính mời sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào các Phật tử học viên. Con kính đảnh lễ sư. Rồi xin chào. Rồi xin chào tất cả. Giờ hôm nay thì chúng ta sửa bài tập số 4. Trước tiên thì chúng ta sẽ đọc phần từ vựng ha. Phần từ vựng. Rồi sau đó chúng ta xuống ôn lại bản bản chi danh từ năm tánh vị ngự ác để xem coi chúng ta có còn nhớ hay không. Dạ. Hôm qua thì chúng ta buổi hôm trước thì chúng ta đã ôn lại phần bản chia của động từ rồi. Thì hôm nay chúng ta đọc phần từ vựng xong. Rồi chúng ta xem coi trong các từ vựng này có từ vựng nào là danh từ nam tánh có thể chia được với danh từ chia giống như là danh từ nam tánh vị ngự ác giống như danh từ Nara, thì chúng ta đem danh từ đó áp dụng cho cái bản chia danh từ nam tánh vị ngự ác giống như là cái bản chia động từ hôm trước. Cho nên trong lúc mà đọc từ vựng ở đây chúng ta để ý thử xem coi danh từ nào là nam tánh để một lát chúng ta mang nó đem chia với cái bản danh từ đó. Giờ sư sẽ đọc trước. Ở đây thì bản từ vựng mình hơi dài hơn một trang. Cho nên chúng ta sẽ chia ra ba người đọc. Chia ra ba người đọc. Mỗi một người đọc một phần. Mỗi một người đọc một phần. Ở đây không biết là sư để nhỏ như vậy các tử mình có nhìn thấy được hay không à? Để cả chữ nhỏ như vậy mình có thấy được. Dạ có thứ thấy. Thấy được không? Dạ thấy rõ. Nếu mà thấy rõ như vậy thì sư không cần phải bung lớn nữa, tại lớn thì nó nhiều trang phải duy trì chuyển nhiều lần. Còn nếu mà nhỏ vừa như vậy mà các tử mình thấy được thì xin để nhỏ như vậy để mình đọc cho nó gọn. Dạ. Giờ sư sẽ đọc trước, sau đó mời lớp giơ tay lên để mình tham gia đọc bài. Rồi sư sẽ đọc trước, rồi sau đó mời lớp đọc. Sư đọc phần tiếng Bali thôi, nên đến khi lớp đọc thì mình phải đọc luôn cả phần nghĩa để mình nhớ ha, nhớ để mình giải bài tập. Chá qua âm há asita ta pa sa asita ta pa sa a ha ra tí a ra ma Arama Kapila Watu Nagara Gachati Geha Chayiyati Thapayati Tithati Thamula Thawati Pariwattapeti Pasati Pasada Pasada, Puchati,
Parvati. Parvati. Pupala. Pupala. Raja Kumara. Raja Kumara. Raja Putta. Raja Putta. Rodati. Rodati. Vasati. Vasati. Vesa. Vesakha Punami Divasa. Vesakha Punami Divasa. Vesakha Punami Divasa. Siddhartha Raja Kumara. Siddhartha Raja Kumara. Asati. Rồi lần nữa ha, các từ vựng này hầu như là cũng từ vựng quen thuộc mà chúng ta đã học ở các bài trước đây, như là chỉ là các từ vựng ôn lại thôi ha, ôn lại để mình giải bài tập. Chá và âm há asita ta pa sa a ha ra ti a ra ma kapila vathu nagara gacchati geha chayiyati thapayati tithati. Thamala thavati parivattapeti pasati pada bà sa đá bú cha tí phá hoa tí phù bà lá ra cha cú mà ra ra cha bú ta rô đá tí hoa sa tí về sa khá phù nà mì đi hoa sa si thá thá ra cha cú mà ra ha sa tí. Rồi lần nữa ha, sư đọc lại lần nữa. Chá và âm há asita ta pa sa a ha ra ti a ra ma kapila vathu nagara gacchati geha chayiyati thapayati. Giờ người đầu tiên mình đọc tới đây đi, đọc tới chữ thapayati đặt đẻ này đi, rồi người tiếp theo mình đọc tiếp từ chữ tí tha tí đứng, tha mờ la tha quá tí pa ri quá ta pê tí pa sa tí pa đá pa sa đá pu cha tí pa quá tí. Rồi người thứ ba, người thứ ba chúng ta đọc phần bên đây. Phu pa la ra cha cu ma ra ra cha pu ta ro da ti va sa ti ve sa kha pu na mi di va sa chi tha tha ra cha cu ma ra a sa ti. Rồi bây giờ mời người nào đọc được giơ tay lên ha, ai đọc được giơ tay lên để chúng ta tập đọc. Rồi anh Cát Khánh có trên lớp học hay không à? Dạ có sư. À rồi anh Cát Khánh mời các Phật tử đọc giúp sư. Dạ, xin mời Phật tử Thanh Hoàng ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Rồi. Đọc ạ. Chá quá am há. À con đọc cả tiếng. Đọc nghĩa tiếng Việt luôn. Dạ. Ha, đọc nghĩa tiếng Việt để mình nhớ tự vựng. Là và quá hoặc là hay là am há tôi acid acitap ta pá xá đạo sĩ a tư đà a há ra tí mang đến a râm má chùa ca phí lá quá thú lá gá rá thành ca tỳ la vệ gác chá tí đi đến ghê há nhà Chayiyati được sinh ra, Thapayati đặt để
Rồi, mời người tiếp theo. Dạ, xin mời cô Hảo ạ. Dạ, con đảnh lễ sư ạ. Con xin đọc ạ. Tháp bá giá tí, tích là đặc để, tích khá tí là đứng, tha bê lá là bính tóc, đa quá tí là chạy, bá rí, qua ta bê tí là xoay người, bá xa tí là thấy, ba đá là chân, ba xa đá là cung điện, bút cha tí là hỏi, pha quá tí là có trở thành. Dạ con xin hết ạ. Chúng ta để ý các danh từ nào mà người ta để nam tính nè, thì các danh từ đó một tí mình có thể chia giống như là danh từ nam tính vì người Á, Nara. À, tức là chúng ta có thể mang danh từ này đem đi chia giống như bản chia danh từ Nara. Ở đây ví dụ chữ pa đá, thì tí nữa mình có thể chia nó giống như là pa đô, pa đa, pa đăng, pa đê gì đó. Mình có thể mang nó đem đi chia giống như bản chia động từ hôm trước. Rồi mời người tiếp theo. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ, con xin đọc. Thu ba lá, đức vua, ra chá cú ma rá, ra chá quốc tá, thái tử, hoàng tử, rô đá tí, khóc, quá xá tí, sống, ngự, Vê Sa Khá Bôn Na Mi Bi Quá Xá Ngày Rằm Tháng Vê Sắc Xít Đắc Thá Ra Chá Cú Ma Rá Thái Tử Sĩ Đạt Ta Há Xá Tí Cười. Con xin hết. Mời người tiếp theo. Xin mời Phật tử Huyền. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Dạ và quá hoặc là hay là ám hạ tôi Asita Tapasa Đạo Sĩ A Tư Đà Aharati Mang Đến A Arama Chùa Kabila Watu Nagara Thành Cát Tỳ La Về Các Chát Tị Đi Đến Ghê Hạ Nhà Chà Di Chát Tị Được Sinh Ra Tháp Tháp Bà Yát Tị Được Đặt Để Có Thể Nhận. Xin mời sư cô Liên Diệu ạ. Dạ mô Phật, thưa sư con đọc ạ. Tí tha tí, đứng. Tha mi la, bím tóc. Tha va tí, chạy. Ba ri va, ta bê tí, xoay người. Tha sa tí, thấy. Tha đá, chân. Tha sa đá, cung điện. Phụ cha tí, hỏi. Tha va tí, là có trở thành. Dạ con xin hết ạ. À, mọi người tiếp ha. Dạ, xin mời Phật tử Trần Văn Điền. Dạ, con đảnh lễ sư, con xin đọc ạ. Bú ba lá là đức vua, ra chá cú ma rá, ra chá phúc tá là thái tử hoàng tử, rô đá tí là khóc, quá xá tí là sống ngự, vê sát khá bùn thá mít chú quá xá là ngày rằm tháng vê sát, xích đá thá ra chá cú ma rá là thái tử sĩ đặc ta, hai sa tí là cười nè, con xin thấy nha. Xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Dạ con xin đọc chát và hoặc là hay là âm há tôi Asita Tapasá đạo sĩ A Tu Đà âm há các tí mang đến Arama chùa Khalip á nát ghé thành ca tỳ vệ gắt chát tí đơn nhà giá chi đơn và đặt với để. Dạ con hết. Xin mời Phật tử Kim Cốt ạ. Con xin đảnh lễ sư, con xin đọc ạ. Tiếp tha tí là đứng, tha mi la là bính tóc, tha quá tí là chạy, bá rí quá, ta bê tí là xoay người, bát sa tí là thấy, ba đá là chân, ba sa đá là cung điện, quốc chá tí là hỏi,
phá quá tí là có trở thành. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Chi ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Pupala là Đức Vua. Raja Kumara, Raja Bhutta, Thái tử, Hoàng tử. Rodati là khóc. Vasati là sấm ngữ. Vesakha Pungang Mim Diwasa là ngày rằm tháng Vesak. Siddhartha Raja Kumara, Thái tử Siddhartha. Hasati là cười. Dạ, con xin hết. À. Dạ, xin mời Phật tử An Trần. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Xá và va hoặc là hay là âm há là tôi, Hasita ta phát xá là đạo sĩ A Tư Đà, Aharati là mang đến, Arama là chùa, Kapila Vatu Nagara thành Katila về, Gachati là đi đến, Geha là nhà, Chajijati là được sinh ra, Hapajati là đặc để, Ithati là đứng. Dạ, thưa sư, con hát. Dạ. Dạ, xin mời Phật tử Sa Nguyên. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Thithati là đứng, Hamila là bính tóc, Dawati là chạy, Pariwathapati là xoay người, Pasati là thấy, Pada là chân, Pasada là cung điện, Bhutchati là hỏi, Pawati là có trở thành. Dạ, con xin hết ạ. Dạ, xin mời sư cô Tánh Đứa Hiện. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Pupala là Đức Vua, Raja Kumara, Raja Bhutta, Thái tử, Hoàng tử, Rodati, Vasati là sống ngự, Vesakha Bunami Đi Vasa là ngày rằm tháng Vesak. Siddhartha Raja Kumara là thái tử Sĩ Đạt Ta. Hasati có nghĩa là cười. Dạ, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Mangala Nandi. Dạ, thưa sư, con xin đọc. Pupala là Đức Vua, Raja Kumara, Raja Bhutta là Thái tử Hoàng tử, Rodati là khóc, Vasati là sống ngữ, Vesakha Bunami Diwasa là ngày rằm tháng Vesak, Siddhartha Raja Kumara Thái tử Siddhartha, Hasati là cười. Dạ, con xin hết. Xin mời Phật tử Quyên Lê. Dạ, thưa sư, con đọc ạ. Chá Ba Âm Há A Si Nghĩa tiếng Việt. Dạ, con xin đọc lại. Chá và Ba hoặc là hay là Âm Há tôi, A Si Tá, A Si Tá Ta Bá Xá là đạo sư A Tư Đà, A Há Lá Tí là mang đến, Arama là chùa, Kapila Quát Thú Nagara là thành Kapila Vệ, Gacha Tí là đi đến, Kê Há là nhà. Đã thư xin con hết. Mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ, bạch sư, con xin đọc ạ. Cha Dí Gia Ta Tí là được sinh ra, Tháp Ba Giá Tí đặt để, Ti Thát Tí là đứng, Đá Mi Lá là bính tóc, Đa Quá Tí
là chạy. Pari vát ta pê tí là xoay người. Bát sát tí là máy. Pa đá là chân. Pa sa đá là cung điện. Út chát tí là hỏi. Pa quát tí là có trở thành. Bà sư hết ạ. Xin mời Phật tử Lan Lê. Sư con xin đọc. Phúc Ba Lá là Đức Vua. Ra Chá Phú Ma Rá. Ra Chá Phúc Đá. Thái tử Hoàng tử. Mô Đá Tí. Khóc. Phá Sá Tí. Sống. Nữ. Bê Sa. Tháp Quân Ná Mì Dĩ Quá Sá. Ngày rằm tháng Vê Sát. Siddhartha Ra Chá Kumara Thái tử Siddhartha Asati là cười. Rồi. Rồi, xin mời Phật tử Tiên Huỳnh. Dạ kính bạch sư con đọc. Chá nghĩa là và. Quá nghĩa là hoặc là hay là. Âm há nghĩa là tôi. Asitapa Asita Tapasá nghĩa là đạo sĩ A Tư Đà. Aharati nghĩa là mang đến. Arama nghĩa là chùa. Kapilavatthu Nagara là thành Ca Tỳ La Vệ. Gacchati là đi đến. Geha là nhà. Con xin hết. Đọc hai từ nữa. Dạ. Cha Di Giá Tý là được sinh ra. Tháp Bá Giá Tý là đặt để. Dạ, xin mời sư cô Tịnh Yên. Mila Awati là phải. Mari là xoay người. Tati là thấy. Pada là chân. Nhỏ quá, đọc nhỏ quá không nghe. Pasada là cung điện. Dạ, đi phía sau ạ. Đọc nhỏ quá không nghe. Đọc chưa, đọc nhỏ quá không nghe. Dạ, đi sư giờ chắc cái điện thoại của nó âm nó nhỏ quá. Rồi đọc đi, nghe đó. Dạ. Pasada là cung điện. Kuchati là hỏi. Pawati là có trở thành ạ. Dạ sư. Được nghe được có ba chữ à. Dạ con muốn đọc nữa không ạ? Dạ hết rồi sư. Rồi hết rồi, nghe đọc lại rồi chúng ta tập chia bản chia danh từ năm tánh ra lại nha. Rồi chá qua âm há asita ta pasa a ha rati arama kapila vatu nagara gachati geha dayi yati thapa yati tithati thamula thawati pariwata peti pasati pada pasada puchati khawati pupala raja kumara raja puta rurati wasati vesaha punami kipata chithatha raja kumara hasati. Bây giờ chúng ta ôn lại phần bản kia ha, ôn lại phần bản kia xong mới sửa bài tập. Rồi đây là bản kia danh từ năm tánh vị ngữ ác như là danh từ nó rác. Không biết cái chú Thương mà lại nhà mình nấu.
sư đăng lên Facebook. Các Phật tử mình nhớ tắt mic ha. Mình có mình ăn là được, mừng lắm. Nhớ tắt mic ha. Của Tiên Bình chưa tắt mic. Ngon dở đâu có biết, ta mua mà sao biết. Của Tiên Bình chưa tắt mic nè, nhớ tắt mic xuống. Dạ. Yeah. Nhớ tắt mic để nghe đọc nè, để thôi nói gì người ta nghe hết ở trên đây ta. Rồi bây giờ chúng ta nghe tập chia. Cái này là cái phần cái đuôi giống như hôm trước của cái bản của động từ. Giờ muốn chia được các danh từ năm tánh vị ngữ á như là na rá. Như nãy mình có danh từ pa đá, pa sa đá, phu pa lá gì đó. Khi mà chúng ta mang các danh từ đó đem vào chia với cái bản này thì nhớ chúng ta nhớ bỏ cái chữ á phía đuôi nó ra. Phía sau nó ra, tức là bỏ vị ngữ nó ra, vì vị ngữ nó người ta đã ghép vào ở trong đây rồi. Giờ sư sẽ chia mẫu cho mình xem, rồi sau đó mình muốn chia danh từ nào thì đem danh từ đó vào ở trong đây để mình chia. Mỗi người chia 4 cách, mình thích danh từ nào thì mình chia danh từ đó, mỗi người chia 4 cách. Giờ sư chia trước rồi sau đó tập tới mình tập chia sau ha. Chủ cách số ít, na ru, số nhiều na ra. Đối cách số ít ná răng, số nhiều ná rê. Sử dụng cách số ít ná rê ná, số nhiều ná rê hí, ná rê phí. Chỉ định cách số ít ná ra giá, ná ra xá, số nhiều ná ra năng. Xuất sư cách số ít ná ra, ná râm ha, ná ra sma, số nhiều ná rê hí, ná rê phí. Sở thuộc cách số ít ná ra xá, số nhiều ná ra năng. Định sở cách số ít na rê, na râm hí, na ra sminh, số nhiều na rê su, hồ cách số ít na ra, số nhiều na ra. Nó giống như cái bản hôm trước, nhưng mà bản hôm trước thì người ta viết cho mình đầy đủ. Cái bản hôm nay thì người ta viết cho mình cái đuôi thôi. Viết cái đuôi của vị ngữ thôi. Còn cái bản hôm trước thì viết cho mình đầy đủ. Rồi lần nữa ha, lần nữa rồi ai chia được thì mình lấy một danh từ nào đó của danh từ năm tánh rồi mình chia. Khi mình lấy danh từ nào đó thì ở đây sư sẽ đánh danh từ đó ra cho mình chia. Chủ cách số ít na rô, số nhiều na ra. Đối cách số ít na răng, số nhiều na rê. Sử dụng cách số ít na rê na, số nhiều na rê hí, na rê phí. Chỉ định cách số ít na ra giá, na ra xá, số nhiều na ra năng. Xúc sư cách số ít na ra giá, xin lỗi, sức sức cách số ít na ra, na râm ha, na ra sma, su nhiều na rê hí, na rê phí. Sử dụng cách số ít na ra xá, su nhiều na ra năng. Định sở cách số ít na rê, na râm hí, na ra sminh, su nhiều na rê su, hồ cách số ít na ra, su nhiều na ra. Rồi bây giờ ai chia được danh từ nào đó, mình mang cái danh từ đó vào ở trong đây để mình chia. Mỗi người chia 4 cách ha. Mỗi người chia 4 cách. Rồi bây giờ ai chia được giơ tay lên để mình tập chia ha. Rồi anh Khánh mời giúp sư anh Khánh đây. Xin mời Phật tử Tiên Huỳnh ạ. Cái bảng hôm trước nằm chỗ nào sao sư dò hoài sao nó không ra anh Khánh hả? Dạ cái bảng gì sư? Cái bảng để viết á. Cái bảng để viết thì sư phải dùng chế độ chia sẻ khác. Sư hiện cái bảng viết thì sẽ mất cái hình này sư. Đâu có, hôm trước sư thấy nó nằm đâu ở trên đây luôn mà sao hôm nay sư tìm thấy. Vô cái insert home mà tới insert đó sư. Insert text box gì đó. Hôm trước sư thấy nó nằm ở trong đây. Rồi. Mời Tiên Quỳnh đi, chia danh từ gì? Dạ, vậy xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Mỗi người chia 4 cách ha. Từ 1 tới 4, rồi người tiếp theo từ 5 tới 8. Dạ, thưa sư, con xin chia danh từ Arama là chùa. Giỏi. Dạ. Arama. Dạ, con xin chia. Chủ cách số ít.
Aramo. Đúng rồi, đó. Số nhiều Arama. Đúng rồi. Đối cách Aramang. Số nhiều Arame. Đúng rồi. Sử dụng cách Aramena. Đúng rồi, Aramena. Aramena. Dạ, sử dụng cách số nhiều Aramehi, Aramephi. Dạ, chỉ định cách Aramaya. Aramaya, Aramasa. Đúng rồi. Dạ, số nhiều là Aramanang ạ. Con xin hết ạ. Chỉ cần chia được cái bảng này nữa thì các tử có thể học Bali được rồi. Một bảng động từ, một bảng danh từ này thì các bảng sao nó giống nhau hết. Dạ, rồi giỏi. Rồi mọi người thứ hai. Dạ, xin mời Phật tử Huyền. Dạ thưa sư, cho con xin chia danh từ Pa Đá. Chánh ạ. Rồi, Pa Đá. Dạ. Xuất xứ cách số X Pa Đa, Pa Đam Ha, Pa Pa Đát Ma. Giỏi. Pa Đê Hi, Pa Đê Phi. Sở thuộc cách số X Pa, Pa Đát Xá. Số nhiều Pa Đa Năng. Định sở cách số X Pa Đê, Pa Đam Hi, Pa Đát Minh. Số nhiều Pa Đê Su, Pa Đê Sú. Hô cách Pa Đá, Pa Đa. Số nhiều Pa Đa. Con xin hiểu dạ. Giỏi quá, rất giỏi. Rất giỏi, tốt quá. Xin mời Phật tử Trần Văn Điền. Dạ, thưa sư, con xin con chọn cái danh từ ghê há đi sư. Trời, ghê há. Dạ, chủ cách số ít, ghê hô, số nhiều ghê ha. Đối cách số ít, ghê hăng, số nhiều ghê hê. Sử dụng cách số ít, ghê hê ná, số nhiều ghê hê bí, hê hí, ghê hê bí. Chỉ định cách số ít, ghê ha giá, ghê hát xá, số nhiều ghê ha năng. Rồi, xin thấy rồi, giỏi quá. Xin mời Phật tử Chi. Dạ, con xin chia tiếp. Xuất xứ cách số ít. Số ít ghê ha, ghê ham ha, ghê hát ma. Số nhiều ghê hê hí, ghê hê phí. Sở thuộc cách số ít ghê há xá, số nhiều ghê ha năng. Định sở cách số ít ghê hê, ghê ham hí, ghê hát minh. Số nhiều ghê hê xú. Hô cách số ít ghê há, ghê ha, số nhiều ghê ha. Rồi, giỏi. Dạ, cảm ơn sư. Dạ, xin mời sư cô Liên Diệu ạ. Dạ, mô Phật, thưa sư, con chọn từ Phupala. Rồi, Phupala. Chủ cách số ít Phupalo, số nhiều Phupala. Đối cách số ít Phupalang, số nhiều Phupale. Sử dụng cách Phupalena, số nhiều số ít Phupalena, số nhiều Phupalehi, Phupalephi. Chỉ định cách số ít Phupalaya, Phupalasa. Số nhiều Phupalang, Phupalanang, Phupalanang. Rồi, giỏi. Các tử học ở trên đây nhiều khi sư thấy con học giỏi hơn học viên của sư học trên lớp nữa. Có nhiều người học trên lớp mà nhiều khi học qua nhiều bài mà sư bắt chia lại bản này còn chia không được á, các tử mình giỏi. Sư phải khen là quá giỏi. Rồi, mời người tiếp theo. Xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ, con thưa, con nghe chia tiếp. Phupala. Xuất xứ cách số ít Phupala, Phupalangha, Phupalasma. Phupalangha, Phupalasma. Con nói lại. Yeah. Xuất xứ cách số ít Phupala, Phupalangha, Phupalangha, Lamha, Phupalasma. Đúng rồi. Số nhiều Phu ba là lê hí,
Phu Ba Lê Phí. Sở thuộc cách số ít. Phu Ba Lát Xá. Số nhiều. Phu Ba La Măng. La Năng. Định sở cách số ít. Phu Ba Lê. Phu Ba Lăng Lam Hí. Phu Ba Lát Minh. Số nhiều. Phu Ba Lê Xú. Hô Cách. Phu Ba Lá. Số ít. Phu Ba La. Số ít. Số nhiều là Phu Ba La. Có xin hết. Rồi. Dạ, xin mời cô Nhiều Bảo ạ. Dạ, con xin chọn từ Ba Sa Đá. Rồi, Ba Sa Đá. Dạ, xuất xứ cách. À. Ba Sa Ha. Ừ. Đi từ trên xuống. Dạ. Cách 1. Dạ, cách 1 hả sư? Nào cách 1. Dạ. Chỗ cách số ít, Ba Sa Đô. Số nhiều, Ba Sa Đa. Đối cách số ít, Ba Sa Đăng. Số nhiều, Ba Sa Đê. Sử dụng cách số ít, Ba Sa Đê Ná. Ba Sa Đê Hí, Ba Sa Đê Phí. Chỉ định cách số ít, Ba Sa Giá. Ba Sa Đá Xá. Số nhiều, Ba Sa Đa Năng. Con xin hết. Dạ, xin mời sư cô tánh biểu hiện. Dạ, thưa sư, con xin chọn từ Há Min Lá. À, xuất xứ cách số ít. Thá Min La, Thá Min Lăng Ha, Lam Ha, Thá Min Lasma, xuất xứ cách số nhiều, Thá Min Lê Hí, Thá Min Lê Phí, sở thuộc cách số ít là Thá Min Lát Xá, Thá Minh La Năng. Sở định cách số ít, Thá Minh Lê, Thá Minh Lăng Lam Hí, Thá Minh Glass Mim. Số nhiều là Thá Minh Lê Xú. Hồ cách số ít là Thá Minh Lá, Thá Minh La. Số nhiều là Thá Minh La. Dạ con xin hết. Rồi. Dạ xin mời Phật tử Thanh Hoàng ạ. Dạ con xin đọc, con xin chia từ Ariya là Bậc Thánh ạ. Rồi Ariya. Ariyo, chủ cách là Ariyo. Số ít là Ariyo, số nhiều là Ariya. Đối cách là số ít là Ariyang, số nhiều là Ariye. Sử dụng cách số ít là Ariye Ná, số nhiều là Ariye Hí và Ariye Phí. Chỉ định cách là Ariya Giá, Ariya Giá và Arisa Gia Xá. Số nhiều là Ariya Năng. Rồi, tốt, giỏi. Dạ, xin mời sư cô Tịnh Yên ạ. Dạ, thưa sư, con xin chia từ Arama. Dạ, rồi, xin, Arama. Xin nghe rõ không ạ? Nghe là nghe rồi. Dạ, xuất xứ cách số ít là Arama. Aramamha.
Aramasma. Số nhiều là Aramehi, Aramephi. Sở thuộc cách số ít là Aramasma. Aramasa. 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 Số nhiều là Aramang, Aranang. Aramanang. Định sở cách số ít. Aramanang. Định sở cách số ít là Arame, Arame, Ara, Aramamhi, Aramasmin. Số nhiều là Aramesu. Hô cách số ít là Arama, Arama. Số nhiều là Arama. Biết sư cô phải cố gắng học cho có thức gia mà mấy này là phải giỏi hơn cư sĩ nhiều mới được. Rồi mọi người tiếp theo. Dạ xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Dạ con xin chia động từ sắc ta. Cái gì? Chủ cái gì? Sắc ta. Sắc ta hả? Sắc ta. Sắc xanh á hả? Sắc tá. Dạ sắc tá, dạ đúng rồi. Rồi. Chủ cách số ít sắc tô, số nhiều sắc ta, đối cách sắc tam, số nhiều sắc tê, sở dụng cách sắc tê ná, sắc tê hí, số nhiều sắc tê pí, chỉ định cách sắc ta, sắc ta giá, sắc ta sát, số nhiều sắc ta sát, số nhiều sắc ta nam. Yeah. Dạ con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Nguyên Lê ạ. Xin mời Phật tử Nguyên Lê. Dạ thưa sư con chia này. Con chia từ ba đá là chân. Rồi, ba đá. Cách số 1 là chủ cách, số ít là ba đô, số nhiều là ba đa, 2 đối cách là ba đăng, số nhiều là ba đê, 3 sử dụng cách là ba đê na, số nhiều là ba đê hí, ba đê, ba đếp hí, 4 là chỉ định cách là ba đa gia, ba đát sa, số nhiều là ba đa năng. Đọc cho có dấu, không có dấu ha. Ba đa giáp, ba đá sát. Đọc ngang ngang cũng được. Đọc cho nó có rõ. Năm là xuất xứ cách là bốn cách thì lại bốn cách thì lại. Ở người bốn cách. Ở người bốn dạ, cách. Dạ. Dạ, thưa sư con hết. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. À, bà sư con xin chia từ ghê há là nhà. Ghê há. Dạ. Xuất xứ cách số ít là ghê há giá. Ghê há. Dạ xuất xứ cách là ghê há. Ghê hâm ha. Ghê hâm. Ghê hăng ha. Ghê hát ma. Số nhiều là ghê hê hí. Ghê hê phí. Cái sở thuộc cách đó. Số ít là ghê hát xa. Số nhiều là ghê hăng hăng. Cái định sở cách đó. Thì số ít là ghê hê. Ghê hăng hí, ghê hát bin, số nhiều là ghê hê su, ghê hê su. Cái hô cách số ít là ghê há, ghê ha, số nhiều là ghê ha, là sư hết ạ. Rồi. Dạ, xin mời Phật tử Lăng Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin chia từ
Thamila. Rồi, Thamila. Chủ cách số ít. Thamilo. À, số nhiều. Thamila. Đối cách số ít. Thamilam. Số nhiều. Thamile. Sử dụng cách số ít. Thamilada. Sử dụng cách số nhiều. Thamilepi. Thamilepi. Chỉ định cách số ít. Thamilaya. Thamilasa. 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 Số nhiều là Thamilanang. Dạ, xin mời Phật tử Đức Minh Ngạn. Dạ, thưa sư, con xin chia danh từ là Bút Thá Đức Phật ạ. À, giỏi. Dạ, xuất xứ số ít. Xuất xứ cách số ít là Bút Tha, Bút Thâm Ha, Bút Thasma. Số nhiều là Bút Thê, Bút Thê Hi, Bút Thê Phi. Sở thuộc cách số ít là Bút Tha Xá. Số nhiều là Bút Tha Năng. Định sở cách số ít là... Định sở cách số ít là Bút Thê, Bút Thâm Hí, Bút Rát Minh. Số nhiều là Bút Thê Xú. Hô cách số Bút Thá, Bút Tha. Số nhiều là Bút Tha. Nhận à, hết rồi. Thưa sư, con xin chia tư Asita Ta Phát Xá Đạo Sĩ Atuda. Một chủ cách Asita Ta Phát Xô, số nhiều Asita Ta Phát Xá. Hai đối cách số ít Asita Ta Phát Xá, số nhiều Asita Ta Phát Xê. Ba sử dụng cách số ít Asita Ta Phát Xê Nạ, số nhiều Asita Ta Phát Xê Hị, Asita Ta Phát Xê Phị. Bốn chỉ định cách số ít Asita Ta Phát Xạ Dạ, Asita Ta Phát Xạ Xạ, số nhiều Asita Ta Phát Xạ Năng. Con xin nghĩ là quá thần tài giỏi quá, giỏi quá à. Dạ, nghe từ dài quá, giỏi. Giỏi quá. Các tử giỏi thiệt. Vui. Dạ, xin mời Phật tử mang cái lá nành đi. Dạ, thưa sư, cô xin đọc. Nghe từ gì? Chia động từ ba sa đá. Rồi. Dạ, chủ cách số ít Basado, số nhiều Basada. Basada. Basada, dạ. Đối cách thứ số ít Basada, số nhiều Basade. Dạ, sử dụng cách số ít là Basadena, số nhiều là Basadehi, Basadebi. Dạ, chỉ định cách số ít là Basaja, Basatsa, số nhiều là Basanam. Dạ, xin hết. Tập đọc cho đúng nha con, tập đọc cho đúng hết chữ. Dạ, rồi. Xin hỏi sao Nguyên à? Dạ, thưa sư, con xin chia cái từ là Phú Cả Lá là Đức Vua. Rồi, Phú Cả Lá. Dạ, chủ cách số ít là Phu Ba Lô, số nhiều là Phu Ba La. Đối cách số ít là Phu Băng, số nhiều là Phu Ba Mi, Mí, Phu Ba Mí. Dạ, đối cách. Rồi, chia lại đây. Dạ, đối cách thưa sư. Chia lại hết đi. Dạ. Chủ cách số ít là Phu Ba Lô, số nhiều là Phu Ba Lá.
Upala. Upala. Yeah. Đối cách số ít là phu băng. Upalang. Đối cách số nhiều là phu pa mi. Phu pa lê. À, phu pa lê. Phu pa lê. Sử dụng cách số ít là phu pa mê ná. Phu pa lê ná. Phu pa lê ná. Số nhiều là phu pa nê hí. Phu pa lê hí. Phu pa lê hí. Phu pa lê pí. Còn chỉ định cách của số ít là phu la pê giá. Phu pa la giá. Phu pa la giá. Số nhiều là phu la pa măng. Phu pa la năng. Sao vậy? Sao đọc không hết chữ? Phu pa la măng. Phu pa la năng. Phu pa la năng. Rồi. Dạ con xin hát. Dạ. Dạ cảm ơn sư. Xin mời Phật tử An Trần. Dạ thưa sư, con xin chia từ ghê há là nhà. Rồi, ghê há. Dạ, à, chủ cách số ít là ghê hô, số nhiều là ghê ha. Đối cách số ít là ghê hăng, số nhiều là ghê hê. Sử dụng cách số ít là ghê hê ná, số nhiều là ghê hê hí, ghê hê bí. Chỉ định cách số ít là ghê ha giá, ghê hát xá. Số nhiều là ghê ha năng. Dạ thưa sư, con xin hát. Dạ, xin mời Phật tử Phùng Đẹp. À, con xin kính lễ sư ạ. Con xin chia chỉ xuất xứ cách là ghê ha, ghê hâm ha, ghê hát ma. Số nhiều là ghê ha năng. Ghê hê ý. Dạ. Ghê hê ý. Dạ. Ghê hê mí. Ghê hê hí. Dạ thưa sư, con không nghe rõ ạ. Ghê hê hí. À, dạ con chia từ cái xuất xứ. Xuất xứ. Xuất xứ cách. Dạ. Ghê hê hí, ghê hê hí. Dạ cô con chia lại từ đầu ha sư. Rồi, từ đầu đi. Dạ con sư. Dạ từ đầu là chủ cách thì số ít là ghê hô, số nhiều là ghê ha. Đối cách là số ít là ghê hăng, số nhiều là ghê hê. Sử dụng cách số ít là ghê hê ná, số nhiều là ghê hê hí, ghê hê phí. Chỉ định cách số ít là ghê hê ghê ha gia, ghê hê sát, ghê hát sát. Ghê hát xá. Số nhiều là ghê ha năng. Xuất xứ cắt. Rồi được rồi, mỗi người bốn cắt à. Mỗi người chỉ bốn cắt. Dạ, con cảm ơn sư ạ. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc thêm không ạ? Dạ, xin mời cô Tuyết ạ. Dạ. Thưa sư, con xin chia danh từ Ra Chá Bú Tá Hoàng Nam. Rồi, Ra Chá Bú Tá. Dạ. Chủ cách số ít Ra Chá Bú Tô, số nhiều Ra Chá Bú Ta. Đối cách số ít Ra Chá Bú Tăng, số nhiều Ra Chá Bú Tê. Sử dụng cách số ít Ra Chá Bú Thế Ná, số nhiều Ra Chá Bú Thế Hí, Ra Chá Bú Thế Bí. Chỉ định cách số ít Ra Chá Bú
ta giá ra chá bú ta xá số nhiều ra chá bú ta năng. Dạ xin hết hả sư. Dạ dạ xin mời Phật tử Tiên Huỳnh. Tiên Huỳnh nãy như chia rồi phải hả? Chia chưa? Dạ, đưa tay lại. Dạ bà sư, con chọn từ ta bát xá là đạo sĩ ạ. Rồi ta bát xá. Dạ bà sư, chủ cách số ít là ta bát xô, số nhiều cách là ta bát xá. Cách thứ năm. Dạ. Đi. Dạ cách năm hả sư? Ừ. Dạ. À, bà sư, cách thứ năm là xuất xứ cách, số ít là ta bát xa, ta bát xăm ha, ta bát sát ma. Số nhiều là ta bát xê hí, ta bát xê phí. Số sáu là sở thuộc cách, ta bát sát xá, ta bát xa năng. Số nhiều, số nhiều con đọc rồi là ta bát xa năng. Số bảy là định sở cách, số ít là ta bát xê, ta bát xăm hí, ta bát sát min. Số nhiều là ta bát xê số. Thứ tám là hô cách, số ít là ta bát xá, ta bát xa, số nhiều là ta bát xa. Rồi tới giờ mình trở lại sửa bài tập ha. Nãy giờ ôn lại nhiêu đó được rồi, giờ mà sửa bài tập này cũng gần hết giờ rồi. Nãy giờ lo chi bài nữa, hết giờ không có giờ sửa bài tập à. Rồi giờ mình trở lại phần sửa bài tập ha. 10 câu sửa bài tập, ai sửa được câu nào giơ tay lên sửa câu đó nha. À, bây giờ anh share phần sửa bài tập giùm sư đi anh các khách. Dạ. Share phần bài tập giùm sư đi. Bài 4 không sư? Bài 4. Nãy giờ có mở chưa? Dạ mở rồi. Rồi. Bây giờ các tử mình chuẩn bị sửa bài tập ha. Bài tập thì phần Bali thì các tử mình đánh tiếng Việt, hoặc làm đọc tiếng Việt người ta đánh cho mình cũng được tiếng Việt. Còn phần Bali bây giờ mình phải tập đánh Bali nữa, về tập đánh chữ Bali ha. Bây giờ làm phần bảng chia rồi, thấy các tử mình chia được hết rồi, bây giờ mình về phải tập đánh chữ Bali nữa, tập đánh chữ Bali ở trên máy, hoặc là ai sử dụng điện thoại thì tập đánh chữ Bali trên điện thoại, ai sử dụng trên laptop thì tập đánh chữ Bali trên laptop. Để khi mà mình giải bài tập thì mình đánh lên rồi người ta copy, người ta bắt sửa lên ở trên đây. À. Yeah, bây giờ câu 1. Câu 1 là Siddhartha Rajakumaro Jayiyati. Câu 2. Asitata Paso Gachati. Câu 3. Kupalo Aharati. Câu 4. Tapasororati. Câu 5 Mayang Pasama. Bây giờ ai sửa được câu 1 giơ tay lên coi. Ai sửa được câu 1 giơ tay lên. Mời An Trần đi, mời An Trần sửa câu 1 ha. Dạ, con xin sửa câu 1. Siddhartha Rajakumaro Rajiyati. Chayiyati, Chayiyati là cái. Chayiyati, dạ, là thái tử được sinh ra. Rồi, thái tử được sinh ra. Dạ, con cảm ơn. Dạ. Rồi, câu 2. Câu 2 mời mời Phương Ti đi. Mời cô Phương Ti, Phật tử Phương Ti sửa câu 2 ha. Dạ con xin đọc Asitapa Paso như chủ cách số ít, gắt chặt tiếng như là ngôi thứ ba số ít, được dịch là đạo sĩ A Tư Đàm đến. A Tư Đàm đến. Dạ. Đạo sĩ A Tư Đàm đang đi đến. Đang đi đến, dạ. Rồi,
Câu số 2. Câu số 3. Câu số 3 ngoài Hảo, Hảo Nguyễn sửa câu số 3 ha. Dạ, con thưa sư. Câu số 3 là Phupalo Aharati, là Đức Vua đang đã Đức Vua mang đến, mang lại. Rồi, Đức Vua mang lại, mang đến thì đã không được. Dạ thưa sư, cái câu số 1 là Thái tử Tất Đạt Đa được sinh ra. Đâu? Cái Thái tử Siddhartha Raja Kumaro thưa. Đúng rồi, dạ. Đúng rồi, Thái tử Tất Đạt Đa được sinh dạ, ra. Tên, cái tên của Thái tử ấy ạ. Đúng rồi, thêm cái tên nữa. Dạ, con cảm ơn sư. Hồi nãy chưa đầy đủ. Đúng rồi, khi mà người ta sửa rồi mà mình thấy chưa đầy đủ, mình cũng phải bổ sung thêm ha. Cho để thôi là cả lớp đều sai. Khi mà ai đó sửa rồi mà thấy chưa đầy đủ thì phải lên tiếng để bổ sung thêm. Nhưng khi sư coi xem không kịp, mình phải bổ sung thêm để lớp sửa cho đúng. Rồi câu số 3 các anh Khánh giả sư xem câu số 3 xong chưa? Đức Vua mang lại hoặc là mang đến cũng được. Đức Vua đang mang đến đi, tại mình học thì hiện tại đang đó. Rồi. Rồi câu số 4. Câu số 4 rồi còn cô Lâm Thị Nương đi. Cô Lâm Thị Nương sửa xong câu số 4. Dạ bà sư, con xin sửa câu số 4 là vị đạo sĩ khóc. Rồi, vị đạo sĩ đang khóc thì sửa đang khóc. Dạ. Rồi. Câu số 5. Câu số 5 để xem coi. Năm ai đi, mời cô Kim Cúc câu số 5 đi. Dạ thưa sư, con xin sửa ạ. Má Giang Bát Sa Má là chúng tôi thấy. Rồi, chúng tôi thấy. Rồi, đó là 5 câu bài tập phần tiếng Việt, phần Bali dịch sang Việt. Rồi, bây giờ 5 câu bài tập từ tiếng Việt sang Bali. Mời Lăng Lê làm câu số 1 nha. Dạ, dạ thưa sư. Đánh chữ được không? Dạ, dạ con đọc được không sư? Đọc hả? Dạ. Mấy câu này là mới mốt phải tự đánh chữ mới được nha. Dạ, dạ con. Rồi. Dạ có Đức Vua Tự Phạn con có thể chia là Sudo Dana Raja được không sư? Thù Rana. Thù Rana gì? Thurana Raja. Thurana Raja. Tại cái này danh từ ngoại lệ, danh từ dị biệt ngữ, cho nên xuất Thurana Raja mới được. Raja. Đúng rồi, Thurana Raja mới được. Dạ, dạ cảm ơn sư. Rồi phải có động từ là gì? Dạ, động từ có. Phải có động từ có mới được. Dạ tại con thấy cái chữ có nó đứng đầu. À thì động từ đó phải có động từ mới được. Động từ có là gì? Động từ có là có đó. Động từ gì? Phawati. Phawati đó, động từ Phawati đó. Dạ vậy là Sudhodana Phawati. Phawati phải có động từ mới được, tại mình đã học động từ rồi. Phawati. Phải có động từ ha, nhớ sửa phải có động từ. Dạ, câu không phải là Sudhodana Raja Phawati. Rồi mời cô Chi đi, mời cô Chi sửa câu 2. Thưa sư, sư sư cho con hỏi. Rồi hỏi đi, hỏi gì? Dạ, câu số 1 đó. Mình có thể mình dịch là Sudhodana Nama Phubalo được không thầy? Ủa sư, Phubalo. Thurano Nama Phubalo. Không thì phải sử dụng cái chữ Thurano Nama Phubalo. Mình không muốn xài cái chữ ra trái danh từ gì Việt ngữ thì phải biết là Thurano Nama. Dạ. Thurano Nama Phubalo. Phawati. Đó là nếu nó muốn xài danh từ gì Việt ngữ theo bài học của mình
câu đó phải viết vậy đó. Nó hơi dài tí nhưng mà nó đúng theo bài học. Rồi. À, mà cô chia sẻ câu 2 đi. Dạ, dạ con xin đọc câu 2 ạ. Asita tapaso hasati. Rồi, giỏi. Dạ, một các tử phải tập viết nha. Phải tập viết mới được à. Tại ngắn ngắn thì đọc như vậy được, tới dài người ta đâu viết cho mình được vậy. Còn mình cũng không có đọc được nữa, phải tự tập viết mới được. Ngắn ngắn người ta viết thì giúp mình được, chứ dài dài là phải tập viết nữa. Phải học Bali phải vừa đọc được vừa viết được nữa mới được. Asita tapaso hasati. Tính ra lớp này giỏi đó. Phải nói là tôi phải khen là lớp này giỏi đó. Cho nên cố gắng lên à, cố gắng lên, bây giờ lại giỏi rồi phải cố gắng thêm nữa à. Còn ai giơ tay nữa không? Thấy có nhiêu đây hả? Còn ai làm được nữa không? Sao không thấy giơ tay à? Thấy có nhiêu đây hả? Còn bao nhiêu người im ru hết nè? Thấy có nhiêu đây giơ tay à? Còn số người còn lại sao đây? Mày thanh trà đi. Dạ con ạ. Rồi mày thanh trà đi. Dạ thưa sư, con xin trả lời câu 3. Hải tử. Rồi mày thanh trà câu 3. Dạ. Raja Kumaro Tikhati. Tikhati. Tikhati coi từ vựng anh. Tikhati không là sư. À, tí là con coi anh coi bản từ vựng á, coi phiên bản từ vựng lên, nhưng mà không nhớ. À, Raja, Raja Kumaro. Ủa, Messi có khấm mà chữ hai chữ T có dấu nặng dưới. Yeah. Tí thật tí, đúng rồi chị. Và câu này mình cũng có thể viết thành là ra chắc hút tô tí thật tí ạ. Thái tử ra chắc của mà rồ tí thật tí. Rồi, thôi một chữ thôi, đừng có xài là hai ba câu. Tại mới nhiều chữ quá nó hơi bị lộn xộn một cái được rồi. Dạ vâng ạ. Rồi câu thứ 3. Câu thứ 3 xong rồi, câu số 4. Câu số 4 này còn ai này. Dạ rồi, mời sư cô Tánh biểu hiện câu số 4 đi. Sư cô Tánh biểu hiện câu số 4 nè. Dạ, dạ thưa sư. À, đức vua hỏi là Phu Bá Lô Bút Chá Tí. Rồi. Nếu mà móc tập đánh nha, tập đánh trong phần tin nhắn, trong phần chat á, rồi người ta copy vô. Rồi, được rồi. Dạ, sư, nhưng mà tụi con lại không có biết đánh dấu á sư. Đâu có gì đâu, trong điện thoại có hết, trong điện thoại, trong laptop thì có hết, cả đặt vô. À, dạ, dạ để con tìm hiểu ạ. À, tìm hiểu vô. Có anh Khánh nè, liên lạc với anh Khánh nè, anh sẽ hướng dẫn cho. Sư cho con hỏi là bút chá tí hay là bút chá tí ạ? À, nào biết gì đúng không nào? Bút chá tí này. Dạ, con cảm ơn sư. Dạ, con cảm ơn sư. Phu Ba Lô thế nào? Nếu mà đọc sai. À, còn ai nữa đây, coi còn ai nãy giờ chưa sửa à? Mời cô Huyền nè, mời cô Huyền câu cuối cùng đi. À, cha thưa sư, con xin gì chạm tôi khóc là A Hằng Rô Đà Mi. Sao khóc? Ai làm gì khóc? Rô Đà Mi, giỏi quá. Rồi, coi như vậy là mình đã sửa xong câu bài tập số 10 câu bài tập. Coi như là 10 câu này rồi mình sửa không tới 10 phút nữa. Lớp rất là giỏi. Yeah. Nhưng mà mình... Sư cho con hỏi chút sư ơi. Rồi hỏi đi. Đáng lẽ cái câu số 1 là mình phải dịch cái này là có đức vua chứ không đức vua có đâu sư. Không phải, tại cái câu đó, cái cấu trúc câu đó nó như vậy á.
Đấy, câu trúc câu đó nó như vậy ha. À, 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 câu trúc, cái câu trúc câu đó là nó động từ nó phải phải viết như vậy. Yeah. À, nhưng mà trong tiếng Việt mình dịch có như vậy, nhưng mà câu trúc câu đó thì cái động từ nó viết ở cuối câu như vậy. À, không phải đức vua có đức vua gì, mai mốt mình sẽ gặp câu trúc đó nó khá phức tạp. À, mặc dù nó ở cuối câu như vậy nhưng mà dịch thì phải dịch trước. Mai mốt mình còn gặp cái cấu trúc đó nó còn khó hơn nhiều nữa. Ví dụ mai mốt mình còn gặp là có năm anh em ở trong nhà, có năm viên ngọc trong tay, có năm vị đạo sĩ trong hoàng cung gì đó, dịch có gì đó, nhưng mà nó là động từ ở cuối câu không. Dạ, mai mốt mình sẽ gặp những câu dài hơn mà dịch có như vậy, nhưng mà nó đều nằm ở cuối câu, và động từ đó nó cũng khá phức tạp. Dạ, cảm ơn sư. Dạ thưa sư, cho con xin hỏi cái câu số 5 á sư. Đây là hăng rô đá tí chứ phải là rô đá mí hả sư? Rô đá mí chứ. À, hăng tôi mà. Tôi thì phải a mí chứ, động từ mà. Động từ này hôm trước mình học rồi mà. À, hăng là rô đá mí mà. À dạ dạ dạ. À, mấy văn là rô đa má đó, nhớ không? Phải cha mí, phải cha má đó. Cái này phải nhớ cái bản chỉ động từ nha. Cái này là chỉ cần chia sai một cái là không điểm liền đó. Cái câu đó mà chia sai, ví dụ như chỉ cần là rô đá tí một cái là không điểm liền. Mày mốt là mày tập kiểm tra mà chia sai vậy là có thể là mình học xong 5 bài mình sẽ có một bài tập kiểm tra trắc nghiệm 10 câu bài tập, ha, 10 câu bài tập kiểm tra trắc nghiệm, 30 phút sau giờ học 5 bài mình sẽ có một bài tập kiểm tra trắc nghiệm làm nhanh ở trên máy này luôn. Người ta sẽ gửi bài cho mình làm, ha. Thì lúc đó người ta sẽ kiểm tra giờ, sau đó mình sẽ chuẩn bị sẵn về nhà kiểm tra làm bài, coi lại bài. Theo giáo trình này thì mình còn thiếu một phần nữa mà mình chưa làm được. Tức là mình còn trả lời mấy câu hỏi ở trong giáo trình á. Thấy không? Ở trong giáo trình mình còn trả lời mấy câu hỏi nữa mình chưa học được cái phần đó. Có thể là bài sau mình sẽ học thêm cái phần đó để cho đầy đủ giáo trình. À. Tới giờ bữa nay thì mình tạm học coi như đây. Coi như là mình tạm xong là cái bài số 4. Thì sau thì mình học bài 5. Khi có sách thì mình theo dõi phần bốt bài của cô Ngọc Trân để mình xem, hoặc qua trên Facebook của sư qua phần gắn thẻ đó để mình xem tiếp bài số 5, nội dung của bài số 5 ha, để mình học tiếp vào ngày thứ bảy tuần tới. Ai có sách thì xem trước bài số 5 để chúng ta học tiếp theo. Rồi bà xin sư. Dạ bà sư, cái thời gian còn lại đó sư, bà sư cho các thánh hướng dẫn chúng con viết Pali trên máy để sửa bài tập cho dễ. Mà anh các thánh lên chia sẻ cho mọi người tí đi anh thánh, yeah, thời gian còn lại tí đó lên hướng dẫn cho mọi người tí đi. Mà anh các thánh đi. Dạ, thưa các Phật tử, thì hồi nãy con có gửi trong cái group học viên của lớp Pali cái cách gõ Pali trên Android. Thì thật ra trên mỗi cái ứng dụng nó có một cái cách gõ khác nhau. Trên điện thoại ứng dụng Android á, thì mình lên cái cửa hàng mình download về cái Pali Keyboard. Thì Pali Keyboard nó có biệt cái tên là Tumblesoft. Để con sẽ chia sẻ cái này luôn. Dạ, không phải Phật tử có thấy rõ không ạ? Chưa thấy. Dạ, yeah. Yeah. Phật tử nào mà xài điện thoại Android á, thì có thể lên Google Play để download cái bàn phím Pali, gọi là Pali Keyboard của Tumblesoft ở đây. Mọi người thấy biểu tượng cái hoa sen có chữ A, thì mọi người download cái này về cài đặt. Rồi vô trong điện thoại bàn phím mình cái chỗ keyboard để chọn thêm cái bàn phím Pali này nữa. Rồi khi gõ thì mình sẽ có thể hiện lên như vậy. Thì ở đây là có một cái phần demo của phần mềm luôn.
thì cái bàn phím này có đặc tính là nó có sẵn những cái phím mà có dấu chấm hay dấu của mình luôn, thì mình gõ rất lẹ. Anh cho tôi hỏi thêm, cái tôi xài iPhone, iPad thì cái app nào để download anh? iPhone, iPad thì phải sử dụng cái bàn phím có sẵn trên iPhone, iPad, tại nó không có ứng dụng keyboard trên Android, trên iPhone, iPad. Thì còn cái phần này thì các vị Phật tử sau khi xong thì về mình search lại cái ứng dụng Bali Keyboard, mình sẽ cài đặt vô phần này. Vậy. Còn cái để cài ở sử dụng ở phía trên bàn phím iPhone S, iPad á, thì mình sử dụng một cái bàn phím gọi là Hindi Latin Keyboard. Thì cái bàn phím này thật ra là dành cho tiếng Hindi. Dạ, để đây. Đây. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Dạ, cái bàn phím này phía trong ở anh trong cái chỗ keyboard mình áp thêm á thì có hai cái, một cái là Hindi Devanagari với một cái là Hindi Latin. Thì mình phải chọn đúng cái Hindi Latin này. Thì cái gõ này nó khác biệt hơn cái kia một tí, tức là khi mà mình gõ thì thay vì hồi trước cái bàn phím trước á, nó sẽ thể hiện lên luôn là cả những cái ký tự, còn bàn phím này khi mình gõ thì nó ẩn đi, chẳng hạn ký tự A khi mình ấn mình nhấn lên á thì nó thể hiện chữ A có gạch ngang, chữ N mình nhấn lên thì nó thể hiện chữ N có dấu nặng phía dưới, chữ N có dấu ngã phía trên. Tương tự về chữ T mình nhấn vô sẽ có chữ T có dấu nặng ở dưới, thì mình nhấn mình chọn như vậy sẽ ra được bàn phím bàn phím của Bali. Thì cái bàn phím Hindi Keyboard này nó bị thiếu mất chữ M chấm với L chấm, thì muốn gõ cái đó thì mình phải dùng chức năng là Text Replacement, tức là thay thế ký tự ở phía trong phía trong của thì em ví dụ cái này. Thì cái chức năng này nó là chức năng thực ra là chỉnh sửa thôi. Mình vô setting keyboard thì có một cái chỗ là text replacement. Đây chỗ này, text replacement. Thì ở trong đây mọi người thấy mình có thể tạo ra bất cứ cái text nào mình muốn. Thì cái text replacement mà mình cần tạo là hai cái phím thôi, là M với cái phím L. Thì cách mà em thường tạo, thường dùng á, là em dùng chữ MXX thay cho chữ M chấm và LXX thay cho chữ L chấm. Đây chẳng hạn. Em ví dụ, không biết trên cái bàn phím em gõ này mọi người có thấy không mà. LXX. Dạ, thì nó tự động em tạo như vậy rồi thì nó tạo ra nó thành chữ L. MXX thì tự động nó thay thế cho M. Thì cái này á, mình phải mất một thời gian là mình muốn gõ ra chẳng hạn như A-R-A-H-A-N. Thì mình không có thể gõ MXX ra hang được mà phải có một khoảng cách chân MXX, thì nó sẽ ra chỗ này, mình phải xóa khoảng giữa. Thì đó là cái bất lợi của bàn phím của iPhone, iPad mà hiện tại nó chưa có hỗ trợ cái full bàn phím Bali. Còn trên Android thì mọi người có được hỗ trợ đầy đủ hết. Dạ. Sao ra thí một hai chữ chỉ cần đánh đi mình cũng biết được mà. Dạ. Chỉ là gõ được một số phần lớn là được rồi, còn thí một hai chữ thì tới đó mình sẽ chỉnh sửa được. Dạ. Chỉnh sửa hỗ trợ được, chủ yếu là đánh được phần lớn thôi. Dạ, còn nếu mà trên mọi người xài máy tính á, thì mình cứ lên search một cái là Bali Keyboard. Thì có một cái hiện tại em đang xài á, thì là có chế độ là Easy Unicode.
Dạ, nó ngay cái trang đầu tiên của Bali TPK. Thì mình vô đây mình có thể download lại về cho hệ điều hành Windows, hệ điều hành macOS. Thì macOS thì em đang xài cái là cái này thì mình download nguyên cái file zip này về thì nó có hướng dẫn. Mình copy cái file zip này trong cái folder cài đặt thì mình sẽ xài được. Còn Windows thì chỉ cần bấm vô đây, download về cài đặt. Thì mình sử dụng nó giống như cái con Vini hay gì đó, mở lên thì mình sẽ gõ được Bali. Thì nó có một cái số hướng dẫn cho gõ như thế nào. Chẳng hạn ở đây. Rồi ở đây mình sẽ có một cái hướng dẫn chẳng hạn như là chữ N thì mình mới gõ như vậy. Control and Shift cái chữ Y ra trên N. Đây gọi là Y ngắn thì Control and cộng Y. Thì cái này mình gõ một thật ra có nhiều nhưng mà thật ra có vài ký tự mình thường gõ thôi, mình gõ thời gian mình sẽ quen cái này. Dạ, đó là ba cách để mình có thể gõ Bali trên Android, trên iOS và trên cái máy tính. Thì mọi người cứ về download thử cái nào mình đang sử dụng á, gõ thử vài câu cho như câu Bhutan, Saranang, Gachami gì đó. Mọi người thử gõ vài câu thấy gõ được đúng hết tất cả những ký tự Bali là ok, rồi sau đó từ từ mình gõ nhanh lên. Dạ, không biết phần này rõ không ạ? Có Phật tử nào muốn hỏi lại không? Các Khánh cho cô hỏi một chút đi. Dạ. Hồi nãy các Khánh hướng dẫn trên Android đó, sau khi mình cài Bali Keyboard rồi tiếp theo cái gì cô nghe không kịp. Dạ, mình vô cái phần là mình phải vô cái cài đặt của điện thoại. Thì cài đặt thì trong đó có cái phần gọi là cài đặt bàn phím, quản lý chung thì vô cài đặt của Android thì nó có phần quản lý chung, trong đó quản lý chung có phần là ngôn ngữ, bàn phím, thời gian đặt lại á. Mình vô quản lý chung đó, bắt đầu mình chọn ngôn ngữ và bàn phím. Thì chọn ngôn ngữ bàn phím rồi thì bắt đầu nó có mình chọn bàn phím mới, thì trong đó có mình chọn là bàn phím tiếng Anh, tiếng Bali á mà có cài đặt á. Rồi, được rồi. Các Khánh cho hỏi. Câu nào nữa mà. Các Khánh cho hỏi. Ví dụ như mình đánh xong xuôi rồi, bây giờ mình muốn gửi cho sư. Ví dụ mình gửi thì mình đánh chỗ nào mình gửi lên? Dạ, thường thì nếu mà chẳng hạn mình có làm bài tập trước ở nhà thì mình cứ gõ cái đó lên một cái ứng dụng nào đó, chẳng hạn như Notepad hoặc là bên Word hay gì đó. Rồi mình cứ lưu đó. Tới khi nào bạn tập thì mình có sẽ copy cái đó vô phần chat, mình gửi cho sư với mọi người giống anh Trang như mình chat trong cái group trao đổi của mình thôi cô. Cảm ơn các anh. Dạ. Các anh ơi, cho cô hỏi lại cái chỗ hồi nãy chữ N với là M cái dấu nặng ở dưới của iPad, iPhone đó. Dạ. Làm sao chú bác cô nghe không kịp. Cảm ơn. Dạ. Để các anh thích lại. Đây. Thì mình phải sử dụng chức năng gọi là Text Replacement, tức là thay thế cái ký tự nhanh. Thì ở đây nè, cô thấy là cô sẽ vô trong chỗ đầu tiên rồi. Đây. Ở đây cô. Thì trong cái phần cài đặt của Android, iOS á, thì nó có phần là cài đặt General. Thì General trong đó có phần là Keyboard Text Replacement. Thì cô chọn đúng phần Text Replacement là phần này. Dạ. Thì vô phần Text Replacement á, nó có một cái cửa sổ mở lên tương tự như vậy nè. Trang cửa sổ là có nhiều cái tự mình đi sẵn sẵn như là Be Right Back, thì mình gõ chữ BRB này, nó tự động nó sẽ thay thế cái tự là Be Right Back. Thì mình muốn làm á, mình nhấp vô nút cộng này, mình tạo ra một cái thay thế mới. Chẳng hạn như ở đây con thử demo. Vô được. Okay. Bấm cái dấu cộng nó ra chữ price với lại shortcut mà bây giờ không biết làm sao. Cô vô được tới đâu rồi cô? Vô dấu cộng rồi, bấm dấu cộng rồi. Vô dấu cộng phải không? Thì nó thể hiện lên hai cái màn hình. Cái đầu tiên á, hình như là price là cái nhóm từ, rồi cái thứ hai là shortcut.
phía dưới là shortcut, là ghi tắt. Ở trên nó ghi mình nhóm từ gì, rồi ở dưới là chữ tắt gì mình tự cài vô. Rồi, thì bây giờ cái phrase á, thì cô lên mạng cô search ra, chẳng hạn cô muốn gõ chm chấm á, thì lên mạng cô search ra cái câu nào có chm chấm, cô copy chm chấm vô, vô cái chỗ phrase á. Rồi cái shortcut là cái chỗ mà mình tạo ra. À, bây giờ đây con thử demo một cái. Để con sẽ chia sẻ lại. Anh Khánh. Con stop phần này, đấy con để cái màn hình để con dễ lấy để nói hơn. Anh Khánh này. Dạ. Cái đó hướng dẫn chung chung thôi chứ từng người không ấy đâu. Ấy ra để kết thúc lớp học chứ nãy gì đâu. Dạ rồi, dạ rồi. À. Hay là để con giải thích cái này một phút nữa thôi sư. À. Rồi ok. Thì ở đây mọi người thấy là có hai chỗ, chẳng hạn như cái chỗ trên đó nó chia là cái phrase, thì mọi người muốn gõ chữ M thì ngay chỗ đó mình gõ chữ M, mình gõ chữ M đó. Mình lên mạng mình gán tìm một cái câu nào đó, mình cắt ra mình lấy chữ M đó. Còn chỗ shortcut á thì mình chọn chữ là ký tự gì nè. Đó, trong mình quy định là MSS. Khi đó thì mình phải gõ chữ MSS thì nó tự động nó thay thế bằng chữ M chấm. Thì mọi người hiểu cái ý này không? Rồi, cô hiểu rồi. Đó thì sao này, bằng phím con cho hay con gõ MSS tự động nó thay bằng chấm. Hoặc là chữ LSS con gõ thì tự động nó thay cho cái này là TSS gì đó. Cái này con chưa tạo. Dạ. Rồi, cảm ơn Khánh nhiều. Dạ, mình xin lỗi nữa. Dạ rồi, dạ xong. Dạ rồi, xin dừng mic lời cho sư. Dạ, buổi học đến đây là kết thúc ạ. Chúng con xin kính tri ân sư đã giảng dạy ngôn ngữ Pali cho chúng con được tiếp cận và học tập ạ. Kính chúc sư nhiều sức khỏe và an vui và đạt được nhiều thành tựu trên con đường tu tập của mình ạ. Và bây giờ xin kính mời cô Vương Ngọc Trân đọc bài kinh Hồi Hướng Phước Đến Chư Thiên. Xin kính mời cô. Dạ, con kính chào sư, quý sư cô và đạo hữu. Con xin đọc kinh Hồi Hướng Đến Chư Thiên. Akasatha chaphumatha devanaga mahitika anumodam tuchirang rakhantu sasanam. Akasatha chaphumatha devanaga mahitika bunyang no anumodam tuchirang rakhantu no garu. Akasatha chaphumatha devanaga mahitika bunyang no anumodam tuchirang rakhantu nyatayo. Akasatha chaphumatha devanaga mahitika bunyang no anumodam tuchirang rakhantu panino. Akasatha chaphumatha devanaga mahitika bunyang no anumodam tuchirang rakhantu no sada idang watano bunyang asawa khaya wahang hontu anagate kale. Sa thú. Và buổi học tới hôm nay là kết thúc ạ. Mời quý vị gặp lại quý vị vào tối thứ Bảy vào lúc 7:30 ạ. Xin kính chào tất cả quý vị. Con xin tri ân sư buổi học hôm nay. Xin sư ạ. Con chào cả nhà. Xin kính chào. Xin mời lớp này. Dạ, kính chào sư.